và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan tiến độ dự án Grand Marina Sài Gòn và tòa tháp The Sun Tower. Tiến độ của dự án Grand Marina rất ổn định, tiến độ lần lượt từ phải sang là tầng 37, lắp kính tầng 17. Tòa ở giữa thì đã thi công đến tầng 48 và lắp kính tầng 34, tòa lớn nhất hình chữ L thì đã thi công đến tầng 47 và lắp kính tầng 17. Hai tòa tháp này cũng sắp được cất nóc. Theo cá nhân mình thấy từ thiết kế, kính và đèn LED của các tòa nhà được làm rất đẹp. Là biểu tượng căn hộ đẳng cấp cho giới thượng lưu ở Sài Gòn, nhưng nó cũng giúp làm đẹp bờ sông, làm đẹp skyline thành phố. Tòa tháp trong giai đoạn 2 của Grand Marina thì đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay lưới bao che mới. Nhưng thời gian qua chưa thấy có công nhân thi công lại. Hy vọng sắp tới đây chủ đầu tư sẽ triển khai thi công tiếp tục 3 tòa tháp này. Tiếp theo là hình ảnh của tòa tháp The Sun Tower. Tòa tháp này hiện tại đã thi công đến sàn tầng 37, lõi tháp đến tầng 42. Hiện tại tòa tháp đang thi công đến khu vườn treo. Đây là điểm nhấn kiến trúc chính cho tòa tháp. Khối vườn treo này được xây dựng từ tầng 35 đến tầng 43. Kính của tòa tháp thì đã được lắp đến tầng 19. Bạn có thể thấy, bờ sông Sài Gòn có những tòa nhà rất đẹp, mỗi tòa nhà lại có kiến trúc và được lắp kính khác nhau, làm cho khu trung tâm thành phố đẹp và đẳng cấp, xứng đáng là trung tâm kinh tế của đất nước.
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!